lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu đầy tâm hình nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang sang, ta thề chiến cho quê hương. Chúng ta những người Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta phải đoàn kết. Trong tinh thần đoàn kết đó, chúng tôi xin kêu gọi quý vị hãy vào Internet, trang website để mà cùng ký kính nguyện thư gửi cho Quốc hội Úc Châu. Hiện giờ thì Chúc Hồ đã biết, đang biết và hiện giờ chúng ta mới chỉ có trên 1.000 chữ ký thôi. Trong mùa lễ, mùa quốc hận này, tất cả người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới, ngay cả trong nước, chúng ta hãy vào trang website này. Đài truyền hình sẽ liên tục lúc nào cũng chạy những cái quảng cáo mà quý vị có thể thấy được, và vào website và rất đơn giản, bấm vào và chúng ta cùng nhau gửi kính nguyện thư cho Quốc hội Úc Châu về nhân quyền cho Việt Nam. Nhân quyền là gì? Nhân quyền là quyền tự do căn bản của con người mà Thượng Đế đã ban cho. Xin kính chào quý vị. Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu trân trọng kính mời và kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đồng ký tên vào kiến nghị thư để cải tiến nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy cùng nhau góp sức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam bằng cách ký tên vào kiến nghị thư quan trọng này. Xin hãy cùng nhau lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền.